Mến chào các em học sinh khối 3 đến với tiết toán trực tuyến tuần 23. Hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng các con trong bài Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số tiếp theo, trang 115. Các con hãy bấm nút tạm dừng video khi làm bài, bấm nút tiếp tục để sửa bài. Các con cần chuẩn bị sách toán lớp 3 trang 115, vở toán và dụng cụ học tập đầy đủ. Mục tiêu bài học hôm nay sẽ giúp các con biết thực hiện phép nhân số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số có nhớ 2 lần và rèn luyện kỹ năng qua các bài tập ứng dụng. Tiết học hôm nay sẽ trải qua 4 hoạt động: 1. Khởi động, 2. Hình thành kiến thức, 3. Thực hành và cuối cùng là 4. Củng cố. Chúng ta cùng bắt đầu qua trò chơi Oẳn Tù Tì. Cách chơi như sau: để trả lời các câu hỏi, con hãy đưa ra ký hiệu kéo, búa, bao chứa các đáp án đúng mà các em đã tìm được trước camera nhé. Câu 1 có nội dung như sau: 2401 x 3. Con hãy chọn đáp án đúng nào. Xin chúc mừng những bạn đã chọn đáp án là búa. Kết quả của 2401 x 3 là 7203. Câu 2 có nội dung như sau: 1015 x 6 bằng bao nhiêu? Cô mời các con tính toán và chọn đáp án kéo, búa hay là bao. Cô xin chúc mừng những bạn đã chọn đáp án là kéo. 1015 x 6 sẽ có đáp án là 6090. Chúng ta cùng đến phần 2, hình thành kiến thức. Cô có bài toán như sau: 1427 x 3 bằng bao nhiêu? Đây là bài toán nhân số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Với yêu cầu này, chúng ta sẽ thực hiện hai bước. Bước 1 là đặt tính, bước 2 là thực hiện phép tính. Cô đặt tính như sau. Cô viết hai thừa số 1427 và thừa số 3 theo cột dọc. Thừa số 3 sẽ thẳng cột với hàng đơn vị của thừa số 1427. Cô viết dấu nhân ở giữa hai thừa số và sau đó kẻ ngang. Các con khi thực hiện phép tính, lưu ý mình sẽ thực hiện từ phải sang trái. 3 x 7 bằng 21. Viết 1, nhớ 2. Đây là nhớ từ hàng đơn vị sang hàng chục. 3 x 2 bằng 6. Thêm 2 bằng 8, viết 8. 3 x 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1. Đây là nhớ từ hàng trăm sang hàng nghìn. 3 x 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. Vậy, 1427 x 3 bằng 4281. Cô đã vừa hướng dẫn các con thực hiện phép nhân số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số có nhớ 2 lần. Chúng ta sẽ cùng rèn luyện kỹ năng này qua phần thực hiện các bài tập vận dụng nhé. Bài tập số 1: Tính.
Bài tập này có 4 phép tính đã được đặt tính sẵn. Yêu cầu các con sẽ điền kết quả vào 4 phép nhân này. Các con hãy bấm tạm dừng video và làm bài tập 1 bằng bút chì vào sách toán trang 115. Chúng ta cùng làm bài nào. Sau đây là đáp án của bài tập 1. Các con hãy cùng kiểm tra với đáp án của mình. Cô xin chúc mừng những bạn đã có đáp án chính xác. Những bạn nào chúng ta còn sai sót thì mình lưu ý sẽ tính thật kỹ và cẩn thận hơn nhé. Chúng ta sang bài tập 2, đặt tính rồi tính. Bài này có 2 câu A và B, mỗi câu có 2 phép tính. Các em hãy bấm tạm dừng video và làm bài tập 2 vào vở toán. Khi làm bài, các con lưu ý đặt tính thẳng cột và tính toán thật cẩn thận. Lưu ý các số có nhớ mình cần cộng cho chính xác. Và đây là đáp án của câu A và câu B. Xin chúc mừng những bạn nào đã có đáp án giống như cô nhé. Chúng ta sang bài tập 3, giải toán. Cô có đề bài như sau. Mỗi xe chở 1.425 kg gạo. Hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu kg gạo? Đề bài cho gì nào? Đề bài cho mỗi xe chở 1.425 kg gạo. Đề bài hỏi gì? Đề bài hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu kg gạo? Cô có tóm tắt như sau. Một xe 1.425 kg gạo. Ba xe bao nhiêu kg gạo? Các con hãy suy nghĩ và bấm tạm dừng video, làm bài tập 3 này vào vở toán. Chúng ta cùng sửa bài. Đây là bài giải của cô. Số kg gạo 3 xe chở được là 1.425, được lấy 3 lần nên chúng ta sẽ dùng phép tính nhân. 1.425 nhân 3 bằng 4.275 kg. Đáp số 4.275 kg. Cô xin chúc mừng những bạn đã thực hiện đúng bài giải toán ngày hôm nay. Để giúp các con ôn lại các kiến thức đã học, chúng ta cùng bước sang phần củng cố với trò chơi oẳn tu ti. Câu hỏi số 1. Muốn tìm số bị chia, ta làm như thế nào? Ta lấy số chia cho thương. Ta lấy thương chia cho số chia. Ta lấy thương nhân với số chia. Con hãy chọn đáp án đúng. Kéo, búa hay bao nào? Đáp án chính xác là bao. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Câu số 2. Tìm x. X chia 4 bằng 1.508. Đáp án kéo. X bằng 4.032. Đáp án búa. X bằng 6.002. Đáp án bao. X bằng 6.032. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Vậy kết quả sẽ là... Cô xin chúc mừng những bạn đã có đáp án là bao. Khi ta lấy 1.508 nhân với 4 sẽ bằng 6.032. Phần củng cố vừa rồi cũng đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Về nhà, các con hãy hoàn thành bài tập 2, 3 trang 115 vào vở toán. Xem trước bài chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Cô thân ái chào tạm biệt các con.
Hẹn các con trong những tiết học sau nhé. Chúc các con thật nhiều sức khỏe và luôn học tập tốt.